Xin kính chào quý vị, đại lý Tô Sài Gòn TV cùng Chí Đức Hân Hải hân hạnh trở lại với phần thứ hai của chương trình tử vi và số mệnh được phát hành hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về tử vi số mệnh của con người, sự tương quan giữa tử vi số mệnh con người, 12 thập nhị nhân duyên của nhà Phật và cái hành trình vô minh trong lá bài Tarot. Để khi chúng ta xem, chúng ta có sự hiểu rõ là như vậy. Và hôm nay chúng ta tập trung nói về cái sự tương quan của lá bài Tarot, đâu đó nó có sự tương đồng giữa tử vi số mệnh và con người, cũng như là cái ý của nhà Phật dạy về cái thập nhị nhân duyên của con người. Kính thưa quý vị, phần thứ hai chúng ta nói về lá bài vô minh. Bởi vì cái giới hạn của chương trình, chúng tôi không thể nào trình bày chi tiết được tất cả những lá bài của Tarot được, mà chúng tôi chỉ trình bày hai lá bài quan trọng nhất, đó là lá bài vô minh, tức là lá bài đi đầu tiên của thập nhị nhân duyên đi vào trong cái cuộc sống cũng như cái sự tiên đoán của con người có tương đồng thế nào với cái lá bài đầu tiên của số mệnh của con người, cũng như là sự vô minh nhà Phật nói về trong bước đầu tiên. Và sau đó đi phần thứ ba, chúng ta sẽ nói về lá bài kế tiếp, đó là lá bài của sự chết. Kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, mà có ý của thánh thần, của thượng đế, hay của một cái linh thiêng nào đó, hay của một đấng thiêng liêng nào đó, mà chúng ta đã xếp người ngàn xưa, người ta đã có được cái bộ bài Tarot để mà xem những cái sự diễn biến của con người như thế nào. Chúng tôi không có tham vọng để nói về cái phép xem Tarot ngày hôm nay, nhưng chúng tôi chỉ trình bày sự tương đồng duy nhất của hai lá bài. Hai lá bài đó là lá bài vô minh và lá bài của sự chết mà thôi. Kính thưa quý vị, trong phần thứ hai này chúng tôi trình bày về lá bài vô minh, khởi sự trong cái lá bài, bộ bài 78 lá của Tarot, thì cái lá đầu tiên hết là đó là cái lá Zero, nó nói về cái The Fool. The Fool có nghĩa là, dịch ra có nghĩa là người khờ hoặc là người vô minh. Đây là lá bài đầu tiên trong 22 lá của cái Major, nói về khía cạnh tinh thần và ý nghĩa của cuộc sống. Tức là The Fool, tức là một số sách dịch là người khờ, nhưng mà tôi dịch chính xác hơn, đó là cái người vô minh đi bước vào đời. Khi người vô minh bước vào đời thì chúng ta thấy rằng là ở trong lá bài nó diễn tả là một cái sự phấn khởi, một sự hy vọng đầy tương lai ở khuôn mặt, rồi là trong tay là có những cái hành trang dự bị cho sự thành tựu của mình. Nhưng mà chúng ta dưới ánh mặt trời, người này thấy rất là rõ mọi thứ, nhưng thật sự đang sửa soạn bước vào những cái đam mê, những cái dục vọng, những cái bẫy của thế gian này, và cho biết rằng là đây là chúng ta vào đời, tất cả chúng ta vào đời theo lá bài, có nghĩa là sự vô minh, một chặng khờ làm cuộc hành trình và đời sống của chúng ta. Đây là lá bài đầu tiên trong cái Tarot là như vậy. Về trong khía cạnh của tử vi, chúng ta có chặng sinh mộc dục. Mộc dục có nghĩa là khởi sự. Khi chúng ta xem những lá số tử vi, chúng ta thấy có sao mộc dục, tức là một sự không thành tựu, một sự còn nhỏ nhon, một sự yếu đuối, không đủ cái năng lượng để đi vào cái thế gian này. Cho nên là tử vi cái phần chặng sinh mộc dục, chặng sinh là sức sống đi vào đời thôi. Nhưng mà nếu nói về cái khía cạnh thời gian, và cái mộc dục là một sự không thành tựu trong lá số tử vi là như vậy. Và trong nhà Phật thì nhà Phật cũng khởi sự bằng cái chữ vô minh trong cái thập nhị nhân duyên, tức là cái lực tác động để đi vào cái sự sống của con người. Nhà Phật cũng nói rằng là vô minh tức là một sự không hiểu biết gì cả về cái thế gian này, về cái cõi tâm linh, cũng như về cái sự sống, về cái trái đất. Về vô minh tức là mình cứ việc sống, mình cứ việc làm thôi, nhưng mình không biết mình làm cái gì, mình sống cái gì, mình sẽ đi về đâu, mình sẽ nên tạo cái gì, vân vân. Đó là sự vô minh, lá bài đầu tiên của Đức Phật trong thập nhị nhân duyên, tức là cái bước đầu tiên. Cái bước kế tiếp, Đức Phật nói về cái vô minh đến hành thức. Hành có nghĩa là bắt đầu phát triển của năm giác quan, để mà phát triển năm giác quan đến cái thức là bắt đầu nhận ra được. Vì năm giác quan chúng ta nhận được sự thể. Giờ chúng tôi không có đủ thời gian để nói về cái thập nhị nhân duyên, 12 nghiệp lực để con người ta đi đến. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói một lá bài duy nhất đầu tiên, đó là cái bước đầu tiên hết trong thập nhị nhân duyên, đó là sự vô minh của con người bước vào thế gian này. Đó là trong cái nghiệp lực 12 thập nhị nhân duyên của nhà Phật dạy. Nếu chúng ta có điều kiện thì
chúng ta có thể tham khảo những bậc tri kiến, những bậc mà tiền bối có những kiến thức lớn về cái thập nhượng nhân duyên, 12 nghiệp lực của con người đi vào cái thế gian này. Nó có sự tương đồng với mệnh phụ phúc điền quang nô di tập tài ách của cái lá 12 cái bước đi của trong lá số tử vi, và nó cũng có sự tương đồng trong cái tarot là cái bước đi của lá bài đầu tiên, lá bài vô minh, xong đến lá bài magician trong tarot. Cái magician là chúng ta thấy trên cái người thanh niên đang dùng năm thứ vật liệu, và năm thứ vật liệu đó biểu tượng cho là cái kim thủy mộc hỏa thổ, năm thứ vật liệu kim thủy mộc hỏa thổ. Người magician này có khả năng để mà tạo ra được những cái kỳ lạ biến hóa, nhưng tất cả đều là giả dối, vì bởi vì magician nó không có real, bởi vì họ đang sử dụng vào năm cái giác quan trong lá bài tarot magician vân vân. Và như thế thì hôm nay chúng ta chỉ trình bày duy nhất về lá bài vô minh là như vậy, đối với cái quan hệ của cái cuộc sống này, con người ta bước vào thế gian, bởi vì chúng ta không hiểu được chúng ta là ai, chúng ta không hiểu được chúng ta là đi về đâu, chúng ta không hiểu được cái chân ngã thật sự của con người như thế nào. Bởi vì từ xưa đến nay chúng ta vẫn thường tự hỏi rằng là chúng ta từ đâu đến, con người sinh ra từ đâu, từ con khỉ, hay là từ một cái duyên cớ nào, hay là từ thánh thần. Chúng ta không hiểu, chúng ta vô minh hoàn toàn. Cái câu trả lời đó vẫn còn đến ngày nay vẫn còn là một sự bí ẩn. Hoặc là con gà sinh ra cái trứng, hoặc là cái trứng gà sinh ra con gà, hoặc con gà sinh ra cái trứng, là chúng ta có sự cãi mông lung hoài. Chúng ta không bao giờ tìm được cái định nghĩa chính xác, cũng như là chúng ta không biết là có thượng đế hay không, và chúng ta cũng không hiểu rằng là cái đất này đã được thành lập như thế nào. Có người thiền thì cho rằng là 30.000 năm, có người cho là 60.000 năm, có người cho 10.000 năm. Trong kinh thánh không nói rõ được số định xác định của cái trái đất như thế nào, vân vân. Chúng ta đều là vô minh, chúng ta không hiểu được cái cuộc sống này như thế nào. Chính vì vô minh, chính vì chúng ta có những bước đi trong thế gian này, chúng ta có cái ngũ hành của kim thủy mộc hỏa thổ, chúng ta có cái tham vọng, chúng ta có cái sự cố gắng để tạo cho cơ nghiệp của mình ở một đất nước, ở tình trạng một đất nước lớn hơn, thì người ta lại muốn có những cái tham vọng. Đất nước nào mà có cái tham vọng nhiều, muốn đạt được nhiều, muốn làm bá chủ thế giới, đất nước đó sẽ là đi vào sự vô minh lớn nhất. Bởi vì đất nước của chúng ta là nước Mỹ hiện tại, chúng ta là một quốc gia của ánh sáng, của con cái thượng đế. Như chúng ta thấy rằng là tất cả những vị tổng thống khi mà cầu nguyện đều đưa tay lên, cuối cùng là so help me God, tức là xin thượng đế hãy giúp con để hoàn tất cái sứ mệnh này. Và cũng như là chúng ta thấy là tất cả đồng tiền của chúng ta đã đều có cái chữ In God We Trust. In God We Trust, tức là chúng con tin, đặt hết tất cả tâm hồn, linh hồn chúng con vào thượng đế. Thì đến điều này chúng ta thấy rõ như thế nào, là chúng ta đang ở trong một đất nước của con cái của thượng đế. Mà quý vị hiểu rằng là hầu hết người ta xác định là 65 cho tới gần 70% là những người mà ở đất nước Mỹ này đa số là theo tin lành, tức là có cái sự sống cùng giao cho thượng đế và giao cho Chúa, vân vân. Thì nói chung là đất nước chúng ta là đất nước defense, ánh sáng, chúng ta bảo vệ chống lại những sự xâm lăng của Satan, để chúng ta có làm theo theo ý Chúa. Và cuối cùng tất cả chúng ta sẽ trở về với Chúa. Đó là lá bài đầu tiên vụ mình, tôi xin phép trình bày là như thế. Đến đây chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài, xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.